Cái bản ngữ là cái chấp tôi, chấp mình. À, chấp tôi, chấp mình ở đây á. Tức là cái việc chấp vào trong năm uẩn. Cái sự dính mắc, cái sự trói buộc vào trong năm uẩn. Để khi mà mình chấp cái ngũ uẩn này là mình á, tạo ra một cái ta, một cái tôi đó. Thì khi ai động vô cái ngũ uẩn này á, mình sân hận, mình bực bội, mình tức giận. Thì trong cái sự sân hận, bực bội, tức giận đó đó, thì mình có những cái thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện, tạo ra những cái nghiệp quả xấu ác và đưa mình đến những cái khổ đau. Bản ngã càng cao á, cái tôi, cái ta nó cao. Cái tự ái, cái ngã mạn, cái kiêu mạn nó cao. Thì những cái suy nghĩ, lời nói, hành động á, thế vậy có những cái mà đưa đến những cái sai lầm, tạo nghiệp. Những cái lời nói, những cái hành vi muốn sân hận, muốn hơn thua với người. Nhiều khi trong cái sự tức giận vì bị xúc phạm, tức giận vì bị phản bội, tức giận vì vậy vì khác, người ta có thể giết hại lẫn nhau, tạo ra những cái ác nghiệp. Khi nghe bản ngã mình nó bị đụng chạm, khi mà cái bản ngã nó lại quá cao thì cái lòng sân hận, cái sự tức giận nó rất là nhiều, nó có thể đưa đến tội phạm, tìm kế mưu hại là người đó, tìm kế sát hại là người đó, cho hả cái nư của mình, cho thỏa cái dạ của mình trước mặt hoặc là sau lưng. Với những cái tâm địa độc ác như vậy thì nó đưa đến tái sanh ở địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người xấu, người khổ, người nghèo. Khi mà tu tập diệt được cái bản ngã, tức là diệt được cái thân kiến, diệt được cái hơn thua, thì đây là vị đã đi vào trong cái dòng thánh quả. Mình đi, khi mà thật sự mà đi đến cái diệt ngã một cách hoàn toàn, vô ngã hoàn toàn là bậc A-la-hán. Mà người vô ngã đó, tức là người không có còn chấp trước nữa, không có còn chấp vào sắc thọ tưởng hình thức, không có cho sắc thọ tưởng hình thức này là mình. Vì vậy mà không có còn bực bội, không có còn sân hận. Khi mà có những cái duyên đụng độ, đụng chạm đối với lại cái thân ngũ uẩn này, vị này không có khởi lên cái bực bội, cái sân hận, cái tức giận nữa. Thành tâm vị này lắng dịu, lắng dịu và mát lạnh hoàn toàn. Không còn nóng nảy, không còn bức xúc, không còn thúc giục, không còn cái sự áp bức của những cái cảm giác hơn thua, tranh giành, được mất, có không cuộc đời này. Thì cái người mà vô ngã như vậy á, thì thứ nhất
họ được cái sự bình an lạc ngay trong hiện tại, sống rất là hiền lành, rất là thanh lương, không có hơn thua, không có chấp trước với ai trên đời. Sự có mặt của họ là một sự vô hại đối với những người xung quanh. Người ta không có lo sợ, không phải đối phó. Không sợ người này làm hại, không sợ người này giết hại, không sợ người này nói xấu. Mà người ta biết đây là một cái người tâm đã hiền, đã thuần, sống chân chánh, đúng pháp, không còn làm não hại bất cứ ai trên đời. Như vậy thứ nhất là người này được bình an trong thân tâm. Thứ hai là người này cũng mang đến sự bình an cho người xung quanh. Và cái thứ ba nữa là khi thân ngoại mạng chung thì tâm vị này thể nhập vào sự tịch lặng, thanh tịnh, vắng lặng và giải thoát hoàn toàn khỏi cái dòng sanh tử đầy những cái phiền não và mệt mỏi này. Người bản ngã cao thì thứ nhất là tự thân của mình sống không có an lạc, luôn sống trong những cái tâm hơn thua, những cái tâm hung hăng, những cái tâm nói nhiều, những cái tâm đầy những cái bực bội phía xung quanh, tại vì không ai làm vừa mình lòng, vừa lòng mình hết. Thì thứ nhất là tự thân của người này không có được cái sự bình an lạc. Rồi cái thứ hai, sống chung với những người này thì những người xung quanh cũng rất là khó chịu. Vì cái bản ngã của người này, cái hơn thua của người này, cái ta đây của người này, cái sân hận của người này, cái tranh giành của người này, làm cho những người xung quanh rất là khó chịu, không có được an lạc. Và cái thứ ba là khi người này thân ngoại mạng chung thì cái chờ đợi người này là những cái cảnh giới sẽ tương xứng với là một cái tâm mà hung hăng, mà hơn thua, mà sân hận, mà tranh giành, mà ngã mạn đó, thì họ sẽ đi đến một cái đời sống mới mà nó sẽ tương ứng với lại cái bản ngã của người đó, để mà lãnh những cái nhân quả tội phước mà người đó đã làm. Bản ngã là một cái tâm mê, một cái tâm hôn ám, một cái tâm chấp trước, cho là đây là thân này là mình, cảm giác này là mình, hình bóng trong tâm này là mình, lời nói âm thầm, suy nghĩ nó thầm trong tâm này là mình, cái hay cái biết này là mình. Cái sự hôn mê, hôn ám mà chấp trước vào trong cái ngũ quẩn này, mà nó không thấy, nó không biết được là tất cả những cái đang có mặt đó, những sắc thọ tưởng hình thức đó là những cái vô thường duyên sanh. Nó là những cái duyên sanh. Cho nên bản chất của nó là gì? Là tạm bợ. Vô thường có nghĩa là gì? Là tạm bợ, là ngắn ngủi, là mong manh. Nó có thật đó chứ không phải nó không có, nhưng mà nó rất là dễ tan vỡ. Nó có thật đó chứ không phải nó không có, nhưng mà nó đang thay đổi, nó đang ngấm ngầm thay đổi, biến đổi dần dần. Rồi đi đến một cái sự sung mãn nào đó thì bắt đầu nó lại hoại diệt, thành trụ hoại không.
Đó là bản chất của cuộc sống này. Tạm bợ là bản chất của cuộc sống này. Ý nghĩa của chữ vô thường là như vậy. Tức là tạm bợ. Tức là ngắn ngủi, tức là mong manh. Những cái xác thân này, cảnh vật này, con người này là những cái tạm bợ, ngắn ngủi, mong manh. Những va chạm cái là sao? Máu phúng ra, gãy xương, xuất huyết não, nát nhừ. Thân này rất là dễ vỡ, rất là dễ tan. Coi những cái YouTube trên mạng đó, ở những cái tai nạn mà mình nhìn thấy hết sức là thảm thương. Bữa hôm coi một cái YouTube, thấy một chiếc xe hơi đậu bên đường, thì một cặp đi xe Honda đi đến, người ở trong xe hơi mở cửa bước ra, thì cặp xe Honda này đụng vào trong cái cửa xe hơi á, té lăn ra. Ngay lúc đó một chiếc xe bồn chạy bên cạnh, thì cái người té đó văng văng mà xoay cái đầu vào trong cái bánh xe bồn. Xe bồn nó chạy qua, chúng ta thấy còn cái gì không? Cái đầu đó còn gì không? Nát bét, dẹp lép, não máu gì văng tứ tung. Tôi nhìn cái đó mà thấy đau đớn trong lòng. Đau đớn trong lòng. Thật là một cái chết bất ngờ. Một cánh cửa xe hơi mở ra, một chiếc xe Honda chạy đến, hai người té xuống, một chiếc xe bồn đang chạy qua, đầu đưa vô bánh xe bồn và nát bét. Có ai ngờ được không? Có ai ngờ được một cái chết như vậy diễn ra không? Thật là khủng khiếp. Thật là khủng khiếp. Khủng khiếp. Cho cái tai nạn đó, cho cái người xấu số đó, một cái chết bất ngờ như vậy thì làm sao cái tâm nó siêu thoát được? Sửng sốt, sự ra đi sửng sốt, mình tâm nó vẫn không ngờ là nó bị chết. Vì vậy mà nói rằng là dễ vỡ, dễ tan, tạm bợ, ngắn ngủi là đời sống này, là thân tướng này. Mà khi mình bám chặt vào nó, mình cho rằng nó là mình, thân này là mình, thân này là ta, là tôi. Rồi khi nó tan vỡ, nó đổ vỡ, thì tâm sẽ quyến luyến, sẽ khổ đau. Đau khổ cùng tột.
bó rối cùng tột. Cái tâm thức đó sẽ bó rối cùng tột, bất ngờ cùng tột. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Rồi nếu mà thỏa mãn lúc đó đó, không biết hết hay là chưa hết, hay là cái chết bất ngờ do duyên nghiệp gì đó không biết. Hoặc là đi tái sanh đời sống mới, hoặc là sanh làm ngạ quỷ ở ngay cái chỗ đó luôn, làm ma, làm cô hồn. Ngay cái chỗ đó, ma cô hồn cũng là một cái đời sống đó. Thành ra đó, khi mà chấp vào trong cái thân này, thọ tưởng hành thức này, mà thân thọ tưởng hành thức này là những cái vô thường, tạm bợ, duyên sanh. Thành ra khi con nói cái chữ vô thường, cái chữ sa cũng đi theo là cái chữ tạm bợ. Thật ra chữ tạm bợ là để giải thích cho chữ vô thường đó. Nhưng mà vì muốn cho chúng ta phải làm quen với lại những cái danh từ Phật học. Nếu mà bỏ hết những cái danh từ Phật học rồi mốt đọc kinh sao hiểu. Thành ra phải hiểu là nói vô thường tức là nói cái tánh tạm bợ. Vô ngã tất nhiên là không có cái gì là mình, là của mình ở đây hết. Thì khi mà cái tâm mê này nó chấp vào trong những cái vô thường tạm bợ như vậy, thì khi những cái tạm bợ này nó thay đổi, nó tan biến, thì cái tâm này nó sẽ phiền não, nó sẽ đau đớn, nó sẽ đau thắt, nó đau thót ở trong lòng, trong tim, trong gan của cái tâm. Rồi với một cái tâm đau đớn ám ảnh như vậy thì nó tiếp tục theo duyên nghiệp mà nó đi đến những cái sự hiện hữu mới, súc vật, ma quỷ, địa ngục, hay những người nghèo giàu khác nhau. Và khi chấp, khi mến, khi cho cái thân này là mình à, thì khi cái thân này nó già, nó thay đổi, nó biến đổi, nó nhăn nheo, nó xấu xí, thì cái tâm vẫn cứ bám giữ cái sự tươi trẻ của nó ngày xưa, tìm cách trang điểm cho nó, tô son, đánh phấn cho nó, làm cho nó vẫn xinh tươi đẹp đẽ, bám víu nắm giữ cái sự xinh tươi đẹp đẽ đó của nó, vẫn tìm cách, cố tìm cách trau chuốt, chải chuốt cho cái thân. Mà nó đâu có dừng lại, nó tiếp tục già đi, nó tiếp tục xấu đi. Dù già dù xấu vậy mà vẫn cố bám víu, cố làm đẹp cho nó. Tâm nó mê, nó tham đắm, nó quyến luyến một cái thân như vậy, thử hỏi mất thân làm sao mà nó không có chạy đi tìm những cái thân khác, làm sao mà nó không bị đẩy đi đến những cái thân khác được.
Vì vậy mà cái mất thân là một cái lần đau khổ cùng tột của tâm mê. Thân mất thì tâm mê xem như là mình mất, xem như là mình chết. Tâm mê đau khổ cùng tột. Mà tâm mê nó không hay biết rằng nó vẫn không dừng lại được cái chết này đâu. Hết cái chết này rồi lại đến cái chết khác. Nó sẽ có những cảm giác đau đớn, đau khổ, chết chóc dài 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 dài. Khi mà nó còn tham luyến chấp trước vào trong cái thân này thì nó sẽ còn đau khổ vì những cái chết thân như thế này dài 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 dài. Tâm mê đó, nó tưởng là chết là hết, nhưng mà là cái tâm mê nó tưởng thôi, chứ chết là hết là sướng quá rồi. Chết là hết là chỉ có các bậc A La Hán thôi. Đối với các ngài thì chết mới là hết, mới là sự chấm dứt, mới là cái thân cuối cùng. Còn đối với hàng phàm phu, những cái tâm phàm phu chết là một sự khổ đau nhưng không phải là chấm dứt. Từ cái khổ đau này là bắt truyền lại tìm đến một cái khổ đau mới, lại làm mồi cho cái khổ đau mới sinh khởi. Nghĩ đến cái chết thôi là đã thấy đau lòng, quặn lòng, thắt lòng rồi. Nghĩ đến cái mất thân thôi là đã thấy đau lòng, quặn lòng, thắt lòng rồi. Thì thử hỏi coi một cái đau đó xót xa như vậy ở trong tâm. Một cái đau nhất như vậy đó là cái thân xác này. Một cái quyến luyến chặt như vậy đó với lại cái thân xác này. Thì làm sao mà cái sự sanh khởi ra thân là không có tiếp tục được. Và khi mà những cái thân nó sanh khởi ra như vậy thì làm sao mà lại không có tiếp tục bị chết nữa. Hãy có sanh thì sẽ có diệt. Hãy có sanh thì sẽ có tử. Hãy có sanh thì sẽ có khổ đau. Sẽ có những sự đau đớn nhức nhối vì sanh ly tử biệt sẽ diễn ra. Đời nào kiếp sống nào cũng vậy, chia ly với người thân quyến luyến đến cùng tột, như thể đó là tất cả cuộc đời của mình. Đau đớn đến mình nhói ruột, nhói lòng, nhói gan, nhói tủy, nhói xương, làm như đó là người thân nhất của mình vậy. Nhưng mà đâu phải. Đời sau rồi có cảnh sống mới, rồi chia tay với cảnh đó rồi cũng đau đớn y chang vậy. Mà cảnh nào cũng vậy, cũng cho là mình là của mình. Cảnh nào cũng cho là máu thịt của mình, quyến thuộc của mình, cũng đau khổ đau đớn khi mình chia tay. Rồi qua đời sau quên hết, không còn nhớ gì hết.
bắt đầu một gia đình mới, một đời sống mới, một yêu thương mới, một dục ái mới, một tham đắm mới. Rồi khi chấm dứt cũng lại quyến luyến giống y chang vậy. Mà cái quyến luyến, cái chia tay đó, nó đã diễn ra. Trời ơi, con tôi, chồng tôi, gia đình tôi, người thân tôi. Đau khổ quá, đau đớn quá. Khóc đến tận tim, xương tủy trong lòng, bao đi qua hết. Hết. Mà ra nó đi đường của mình. Duyên, theo nghiệp, có một đời sống mới, có người thân mới, có vợ chồng mới, con cái mới, cha mẹ mới, cũng yêu thương, cũng quyến luyến vậy. Cũng sống chết cho những gì đang có mặt đó. Cũng dính chặt, cũng chấp thủ, cũng sân hận, cũng si mê, cũng hờn giận. Nhưng khi không đụng đến mình đụng đến người thân của mình thôi, là mình cũng sừng sộ lên, binh vực bảo vệ che chở, đó là của tôi, người thân của tôi mà dám đụng vô hả? Làm đủ thứ trò. Thế rồi, mạnh ai nó đi. Mạnh ai nó đi. Thật sự là ngay cả nó là khi chết lột nhau, nó chưa chắc đi chung con đường. Tại vì mỗi người theo cái hành nghiệp của mình mà đi. Tiên là nó là chết cùng một cái tai nạn nữa đó. Đâu phải đi giống nhau. Tâm nào theo nghiệp đó, đi con đường đó, đâu có giống nhau. Đấy, mà cảnh sống nào cũng vậy, dính chặt, bám chặt, chắc chặt, chặt mà đến độ không còn tí gì mà nó hở. Nhiều khi mà nó khép vô là một, chặt đến độ vậy. Nhưng mà rồi lúc rời thì thôi, nghiệp thức nào đi theo nghiệp thức đó, là yêu thương say đắm dính mắc trói buộc trong cái mới. Cái độ mà dính mắc của cái tâm mê này đó, nói với lại cái thân xác này, thường thường với chúng ta là cái độ dính trong cái tâm của chúng ta đó. Nói với lại những cái xác thân vô thường như thế này, tạm bợ như thế này, là cái độ dính của nó mà không có cái loại keo nào trên đời mà có thể bằng hết. Những cái keo dính chuột, những cái keo gì đó, keo cực mạnh, keo gì đó không biết, keo mà dán sắt, dán đá, dán xi măng, dán gì không biết dán, nhưng không có cái loại keo nào mà nó dính chặt cho bằng. Tâm mê này nó dính với lại cái xác thân này, nó ái với lại cái xác thân này, trói buộc với lại cái xác thân này. Chúng ta đừng có nghĩ mình tu học chút xíu như vậy mà mình dễ ra đâu. Thì quán chút đỉnh, quán xác chết hay quán vậy kia chút đỉnh mà ra nổi, con thưa tháo không nổi đâu. Quán 100 lần, quán 1.000 lần nó không biết mà nó có sụp xịt được hai cái mối với nhau chưa. Chứ đừng có nói mà quán một vài lần mà nghĩ là tâm mê nó thoát ra khỏi được thân xác này, nó không chấp thủ, không dính mắc, không trói buộc đối với lại thân xác này. Tâm mê, tâm ái, tâm dục, tâm thèm, tâm khát đối với lại cái thân xác này là nó dán hết sức là chặt trên thân xác này.
Khi mà chết rồi mà tâm nó còn chưa nhả ra nữa mà. Nó còn lởn giỡn xung quanh cái thân nữa mà. Mặc dù là một cái đã tan vỡ rồi mà một cái vẫn còn lởn giỡn đi theo mà. Thành ra không có cái loại keo nào ở trên đời á, mà nó có thể dán dính cho bằng cái dán giữa mà cái tâm mê này với lại thân xác này hết. Không có cái loại keo nào mà bằng hết. Tại vì sao? Vì sao mà cái tâm mê nó lại dán chặt như vậy, dính chặt như vậy nó mới lại thân xác này? Tại vì sao? Vì cái sự dán đó nó không phải dán một lớp. Nó không phải dán một lớp. Trong cái dán mà giữa tâm mê với lại cái thân xác này, lớp thứ nhất là cái gì? Vô minh. Vô minh là cái keo thứ nhất mà dán giữa cái tâm mê và cái thân xác này. Keo thứ hai là cái gì? Khát ái, sự khao khát, cái sự thèm muốn, cái sự yêu thích đó là cái thân này. Nó là cái lớp keo thứ hai đó. Lớp keo thứ ba là cái gì? Cái dục, cái sự thúc giục, cái sự đòi hỏi, cái sự mong muốn, cái sự thèm khát đối với lại cái thân này nè. Đó là cái dáng thứ ba, là cái dáng thứ tư là cái gì? Là những cái lậu hoặc, những cái lậu hoặc, những cái quấy nhiễm trong nội tâm. Tự nó là cách cái chất kết dính giữa cái tâm mê và thân xác này. Quá nhiều những cái lớp dán giữa tâm mê và thân xác này. Làm sao mà tâm mê nó thoát ra được cái thân xác này mà nó không có chấp trước thân xác này? Thành ra mà thiền quán mà chúng ta sơ sài quán vài lần thôi mà bỏ ngàn đời nó cũng không ra được. Bán chừng ngàn lần thì quả mai hai cái mối giữa cái tâm mê và cái thân xác nó còn nhúc nhích, nó bắt đầu nó động nhích chút chút vậy thôi à. Chứ chưa nói là nó rời ra được hay nhích ra được một tí nào, chỉ mới động đậy thôi. Thủ chuyển là gì? Kinh thủ chuyển đó. Kinh thủ chuyển có nghĩa là gì? Là sự lai chuyển, sự rung chuyển, sự động chuyển, sự làm cho động chuyển cái lòng chấp thủ đối với lại ngũ uẩn. Mà làm sao để có thể mà làm lai chuyển, làm động chuyển, làm lung lai cái lòng chấp thủ đối với ngũ uẩn? Là phải có cái trí tuệ về ngũ uẩn, thành tựu trí tuệ về ngũ uẩn. Cái thiền quán là để làm gì? Là phục vụ cho cái thánh trí thứ nhất đó. Cái trí thứ nhất về ngũ uẩn là đây là khổ đó. Thiền quán là để thấy được cái sự thật. Thấy được cái sự thật rằng cái sự chấp thủ đối với ngũ uẩn này là phiền não và khổ đau. Nhưng mà chúng ta thì mới hiểu được về cái ngôn ngữ thôi à. Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và thấu ra chúng ta mới hiểu được ngôn ngữ thôi à. Thiền quán để làm chi? Để chúng ta đi thật sâu vào trong cái sự thật đó,
chiêm nghiệm được cái sự thật đó, chứng thực được cái sự thật đó, thành tựu được cái trí tuệ đó. Và thiền quán đó là gì? Là như lý tác ý đó. Hiện tại bốn cái thánh trí này là chúng ta mới học trên ngôn ngữ thôi. Thấy ngũ uẩn chút thôi nhưng mà vẫn chưa thấy được. Ngũ uẩn này là khổ. Đây là khổ. Khi nào mà chúng ta nhìn ra được ngũ uẩn, bản chất của nó là gì? Là phiền não và khổ đau rồi. Thì chúng ta mới thật sự là thành tựu được cái thánh trí thứ nhất. Khi nào chúng ta mà còn thấy ngũ uẩn là ngũ uẩn, mà chúng ta chưa thấy ngũ uẩn này là khổ. Thánh trí thứ nhất là gì? Đây là khổ. Thánh trí thứ hai là đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo. Thì tất nhiên là để thể nhập vào trong cái thánh trí thứ nhất này, chúng ta phải thấy được cái chữ đây là khổ, ngũ uẩn này là khổ, chấp thủ vào ngũ uẩn này là khổ. Nếu mà chúng ta mới nhận ra ngũ uẩn thôi mà chưa thấy được ngũ uẩn này là khổ, sự tham ái dính mắc trói buộc với ngũ uẩn này là khổ, thì khi đó thánh trí thứ nhất chúng ta vẫn chưa hình thành, chưa thành tựu. Khi nào chúng ta thấy chính chúng ta là những kẻ đang quằn quại trong những cái nỗi khổ vì cái ngũ uẩn này, thì khi đó là chúng ta mới hiểu được, thành tựu được trí tuệ như thật, thấy được rằng đây là khổ. Thành ra đó, cái học ngũ uẩn á, học trên chữ nghĩa, học trên sách vở thì dễ lắm, nhanh lắm, gọn lắm. Nhưng mà học ngũ uẩn á, trên cái thực tế của tự thân và thực tế của cuộc đời là cả một sự tinh cần, tinh tấn, siêng năng, thực hành và như lý tác ý. Khi nào thật sự mình chiêm nghiệm được rằng ngũ uẩn này là khổ và sự chấp thủ vào ngũ uẩn này thật sự là phiền não và khổ đau, khi nào mình thật sự mình thấy được cái điều đó, mình thật sự mình thương được cái điều đó, mình thấy mình và các chúng sanh đó đang quằn quại, đang khổ đau vào trong cái điều đó, đó là thành tựu thánh trí thứ nhất đó. Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, đó là thánh trí thứ nhất. Mà chấp thủ ngũ uẩn là cái gì? Thế nào là chấp thủ ngũ uẩn? Hơn thua với nhau đó là chấp thủ ngũ uẩn đó.
tranh giành cái này cái kia với nhau, đó là sát thủ ngũ uẩn đó. Tham dục, tham ái là chấp thủ ngũ uẩn đó. Sân hận hờn giận ngã mạn ta đây khen mình chê người. Cống cao là chấp thủ ngũ uẩn đó. Những cái đó là gì? Là những cái gì? Khen mình chê người, bản ngã hay sân hận hay hơn thua đó là gì? Hơn thua đó mới là ngũ uẩn. Sân hận đó mới là ngũ uẩn. Dục ái đó mới là ngũ uẩn, thương ghét đó mới là ngũ uẩn. Thì đó là cái gì? Đó là sự dính mắc đó với ngũ uẩn. Và đó chính là gọi là gì? Sự chấp thủ đối với ngũ uẩn đó. Được gọi là năm thủ uẩn đó. Ích kỷ hẹp hòi ganh tị tật đố tị hiềm. Những cái đó là gì? Là chấp thủ ngũ uẩn đó. Sân hận hờn giận tức giận nóng giận là chấp thủ ngũ uẩn đó. Tham dục, tham ái, tham danh, tham quyền, đó là chấp thủ ngũ uẩn đó. Còn vui được mất nhục huynh có không phải quấy, đó là chấp thủ uẩn. Dựa trên cái ngũ uẩn mà gọi là có hay dựa trên cái ngũ uẩn mà gọi là không? Tôi có cái này, có cái nọ, có cái kia hay không có cái này, không có cái nọ, không có cái kia, đó là gì? Dựa trên cái ngũ uẩn mà nói thôi. Ngoài ra còn gì nữa đâu để mình nói. Thành ra tất cả những cái gì đang cục cựa trong cuộc đời này, đang nhúc nhích trong cuộc đời này đều là chấp thủ ngũ uẩn. Đều là ngũ uẩn và chấp thủ ngũ uẩn. Mà hãy chấp thủ ngũ uẩn thì phiền não và khổ đau. Hãy chấp trước dính mắc trói buộc vào ngũ uẩn, vào những cái vô thường tạm bợ thì sẽ chuốc lấy phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn này sanh khởi là do vô minh và khác ái. Ngũ uẩn này diệt tận là khi hết vô minh và hết khác ái. Và phương pháp tám đúng là một phương pháp chân chánh đưa đến diệt tận vô minh và khác ái đối với ngũ uẩn. Đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn đó. Cũng là bốn sự thật về cuộc sống. Cũng là bốn chân lý về cuộc đời này. Bốn chân lý về sự giải thoát. Hay là bốn chân lý về sự sanh tử. Và sự thoát khỏi sanh tử. Đó là bốn chân lý, là bốn sự thật. Và Đức Phật là người đã phát giác, phát hiện ra sự thật của cuộc đời này, chân lý của cuộc đời này.
Những cái đó là sự thật, là chân lý của cuộc đời này, là định lý của cuộc đời này. Cuộc đời này hoạt động trong cái định lý đó đó. Tức là cuộc đời này hoạt động trong cái định lý, trong cái chân lý rằng hãy chấp thủ ngũ uẩn thì là sẽ chuốc lấy phiền não và khổ đau mà thôi. Dù Đức Phật ra đời hay Đức Phật không ra đời, Đức Phật thành đạo hay là Đức Phật không thành đạo, thì điều đó là một sự thật. Điều đó là một chân lý. Chúng ta rõ chỗ này không? Nhiều Đức Phật ra đời hay không ra đời, thành đạo hay không thành đạo, thì đó vẫn là một sự thật, một chân lý trong cuộc đời này. Và Đức Phật, Ngài chỉ là người giác ngộ, phát giác, phát hiện ra cái sự thật đó mà thôi. Ngài là cái người đầu tiên giác ngộ về sự thật đó, phát giác, phát hiện về sự thật đó. Thành ra nhiều Đức Phật ra đời hay không ra đời thì đó vẫn là sự thật, là nguyên lý đau khổ trong cuộc đời này, là định lý đau khổ trong cuộc đời này. Nhưng cái điều là khi Ngài không phát hiện ra sự thật đó thì không ai thấy biết được sự thật đó. Là khi nào có một người đầu tiên phát giác, phát hiện ra sự thật đó thì người đó được gọi là gì? Là người khám phá, là người phát hiện, hay còn gọi là gì? Là người giác ngộ. Đó được gọi là người giác ngộ, là người ngộ ra, là người phát giác, phát hiện ra sự thật của cuộc đời. Và cái chữ Phật nó mang ý nghĩa đó đó. Mang ý nghĩa là gì? Là bậc giác ngộ, bậc tỉnh thức, bậc thức tỉnh trước sự thật của cuộc đời, bậc phát giác, phát hiện ra sự thật của cuộc đời. Và bát chánh đạo hay là phương pháp tám đúng là một phương pháp chân chánh, đưa đến diệt tận khổ đau, đưa đến chấm dứt sanh tử, đưa đến diệt tận vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Thì bát chánh đạo cũng là gì? Một chân lý, một sự thật trong cuộc đời này. Nó là một chân lý thôi, một định lý trong cuộc đời này thôi. Dù Đức Phật xuất hiện hay không xuất hiện thì bát chánh đạo vẫn là một chân lý, một định lý, một nguyên tắc đưa đến sự chấm dứt sanh tử. Nó vẫn cứ luôn có mặt trong cuộc sống này. Nhưng khi có người phát giác, phát hiện ra nó và làm sáng tỏ về nó và hướng dẫn những người khác thực hành, thì con đường đó, đạo lộ đó được khai sáng, được mở sáng. Và chúng sanh được một sự tu tập chân chánh đi đến sự giải thoát sanh tử. Và người phát giác, phát hiện ra cái phương pháp đúng đó,
cái con đường chân chánh đó, cái pháp hành chân chánh đó để diệt tận sanh tử, thì người đó được gọi là Phật, là người giác ngộ, là người phát giác, phát hiện ra cái chân lý đó, cái định lý đó, cái sự thật đó. Đức Phật không phải là người dựng chuyện lên, Đức Phật không phải là người tạo ra cái phương pháp tám đúng, mà phương pháp tám đúng là một sự thật của cuộc sống, một chân lý của cuộc sống, một định luật của cuộc sống. Và Đức Phật chỉ là người phát giác, phát hiện ra chân lý đó, định luật đó, sự thật đó mà thôi. Nó vẫn luôn có mặt đó. Nhưng khi người ta không nhìn thấy, không tìm thấy, không phát giác, phát hiện ra, thì không có sự giải thoát sanh tử diễn ra. Không có người tu hành chân chánh. Thành ra là khi còn có người thực hành theo bát chánh đạo, phương pháp đúng, phương pháp chân chánh, thì sẽ có một sự giải thoát chân chánh xảy ra. Còn khi mà không ai thực hành nữa cái con đường này, cái đạo lộ này, cái phương pháp này, thì sẽ không có người giải thoát, không có người chân chánh giải thoát. Và khi mà không có thực hành như vậy đó, cái pháp hành này nó sẽ bị mai một từ từ, từ từ, từ từ. Phương pháp chân chánh đưa đến sự giải thoát này sẽ bị mai một dần dần. Và rồi nó sẽ biến mất hoàn toàn. Nó biến mất đây là vì không có sự trao truyền, không có sự kế thừa, không có sự tu tập. Chứ cái định lý giải thoát là nó vẫn cứ ở đó à. Mà có điều là không có người thấy, không có người biết, không có người thực hành, không có người tu tập, không có người giải thoát, rồi không có người trao truyền, thì không ai thực hành nữa, thì nó sẽ đi vào trong sự lãng quên. Thành ra là đạo Phật và chân lý trong đạo Phật, đường lối tu trong đạo Phật đó không phải là một tông phái, một trường phái riêng rẽ nào của Đức Phật Thích Ca lập ra. Nó không phải là tông phái, là trường phái, là ý kiến riêng của Đức Phật Thích Ca đã lập ra. Nó không phải là một cái sự thấy biết cá nhân của Đức Phật Thích Ca lập ra. Nó không phải là một cái kinh nghiệm tu học cá nhân của Đức Phật Thích Ca lập ra. Nó không phải là một chủ trương tu tập theo ý kiến cá nhân của Đức Phật Thích Ca lập ra. Mà bốn thánh trí ở trong đạo Phật, hay còn gọi là tứ thánh đế ở trong đạo Phật, đó là sự thật của cuộc sống, sự thật của cuộc đời, sự thật của sự đau khổ và sự thật của con đường đưa đến sự thoát khổ. Đó là sự thật của cuộc đời này, là chân lý của cuộc đời này, là định lý của cuộc đời này, mà Đức Phật Thích Ca chỉ là người phát giác, phát hiện ra cái định lý đó, cái chân lý đó mà thôi. Ngài đã phát giác, phát hiện ra một cái chân lý gì? Rằng là hãy chấp thủ vào trong năm uẩn này, thì đó chính là phiền não và khổ đau. Đó là định lý, là chân lý của cuộc đời mà Ngài phát hiện ra. Định lý, chân lý, sự thật thứ hai của cuộc đời mà Ngài phát hiện ra đó chính là gì? Ngũ uẩn này sanh khởi là do vô minh và khát ái. Đó là định lý, là chân lý, là sự thật trong cuộc đời này. Là sự thật, đó là một sự thật. Chứ không phải là Đức Phật Thích Ca đã tạo ra cái vấn đề đó, đã bịa ra cái vấn đề đó, đã dựng ra cái vấn đề đó.
Mà đó là một sự thật đang có mặt trong cuộc đời này. Chân lý thứ ba, sự thật thứ ba mà Ngài đã thấy, đã biết, đã phát giác, phát hiện ra đó là gì? Ngũ uẩn này đoạn diệt. Tâm chấp thủ đối với ngũ uẩn này sẽ chấm dứt khi mà vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn được chấm dứt. Một định luật rất là chân thật trong cuộc sống này. Mà Ngài chỉ là người tuyên bố lại những chân lý, những sự thật, những định luật trong cuộc đời này. Và chân lý thứ tư, sự thật thứ tư mà Ngài đã phát giác, phát hiện ra rằng là phương pháp tám đúng, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Đó là một phương pháp chân chánh, một phương pháp đúng đắn để đưa đến sự diệt tận vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Nó là nguyên tắc, nguyên tắc của cuộc sống, định lý của cuộc sống, chân lý đưa đến sự giải thoát của cuộc sống. Đó là những điều, là bốn trí tuệ mà Đức Phật đã giác ngộ, đã phát giác, phát hiện ra trong cái sự thật về sanh tử và thoát khỏi sanh tử trong cuộc đời này. Dù Đức Phật ra đời hay không ra đời, thành đạo hay không thành đạo, thì bốn sự thật này vẫn luôn là bốn sự thật có mặt và hiện hữu trong cuộc đời này. Nhưng cái quan trọng rằng là chúng sanh có nhìn thấy hay không nhìn thấy. Và người nhìn thấy nó đầu tiên hết, người đó gọi là Phật, gọi là bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra vì vậy mà Đức Phật nói rằng là dù Như Lai có xuất hiện hay là không xuất hiện, thì những cái chân lý, những cái sự thật, những cái định lý trong cuộc đời này, nó vẫn cứ đang có mặt như vậy đó. Nhưng mà khi có người phát giác, phát hiện ra những chân lý, những sự thật đó, thì người đó được gọi là bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra đạo Phật, nhưng nó thật sự đó, đạo Phật không phải là một nơi tôn thờ, tôn sùng một chân lý của một cá nhân, một nhân vật nào hết trong cuộc đời này. Không phải là nơi đi theo một chủ thuyết của một cá nhân nào đó trong cuộc đời này. Mà đạo Phật chính là nơi nói lên sự thật, nói lên chân lý trong cuộc đời này. Và chỉ những ai thực hành, những ai dấn thân vào trong đó thì mới có thể thấy biết được điều đó. Cho nên đó là ý nghĩa của cái câu gì? Pháp là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại. Pháp là gì? Là những sự thật, những chân lý trong cuộc sống này, nó là thiết thực ở hiện tại, không có thời gian. Bốn thánh trí này lúc nào nó cũng vẫn đang có mặt ở trong cuộc sống này. Cho nên gọi là không có thời gian đến để mà thấy. Đến trong cái sự thật này, thực hành trong cái sự thật này để mà thực chứng cái sự thật này, chứ không phải là tin theo cái sự thật này.
Đó là đến để mà thấy. Có khả năng hướng thượng và được người trí tự mình giác hiểu. Khi mà tâm mà giác ngộ được cái sự thật này rồi thì là sao? Tâm sẽ đi đến trong cái sự diệt phục, chế ngự, đào thải những cặn bã rác bẩn trong tự thân của mình. Đó được gọi là có khả năng hướng thượng và được người trí tự mình giác hiểu. Chỉ những người thực hành cái con đường này, thành tựu cái trí tuệ này thì mới có thể giác hiểu được cái chân lý này, cái sự thật này, cái điều mà Đức Phật đã tuyên bố.